4 thí sinh xuất sắc vừa mang đến một đêm chung kết Tiếng Hát Mãi Xanh 2017 đầy hấp dẫn tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài phần thi đơn ca, các thí sinh còn song ca cùng các ca sĩ khách mời nổi tiếng. Với phong thái lịch lãm, giọng hát khỏe và ngọt ngào, thí sinh Nguyễn Văn Đa đã giành được số điểm cao nhất đăng quang quán quân Tiếng Hát Mãi Xanh năm nay với giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, Việt Nam Junior Fashion Week mùa thứ tư vừa có buổi mở màn ấn tượng tại Victoria, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ sưu tập Mẹ Yêu Con từ 8 thương hiệu và nhà thiết kế đã được 120 cặp mẹ con trình diễn đầy tự tin. Khán giả còn bị chinh phục bởi chất giọng trong sáng của ca sĩ Nhí Khánh Ngọc trong ca khúc Mẹ Yêu. Sân khấu năm nay được thiết kế dựa trên cảm hứng thu đông, sẽ trình diễn đến hết ngày 15 tháng 10. Diva Hồng Nhung và các nam ca sĩ tên tuổi trong làng nhạc Việt vừa mang đến một đêm đại nhạc hội son đầy cảm xúc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Bốn nam danh ca với những dòng nhạc và phong cách khác nhau đã tạo nên một bản giao hưởng bốn mùa xuân hạ thu đông đầy thăng hoa. Các tiết mục được dàn dựng công phu tinh tế nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nhân dịp 20 tháng 10 sắp tới. Thưa quý vị, những ngày qua, Hoa hậu Mỹ Linh dù bị cô lập ở thôn Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái do mưa lũ. Nhưng đến thời điểm này, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh đã hoàn thành dự án nhân ái, lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời cho 36 hộ dân với nhiều trải nghiệm không thể quên cùng người dân bản Cu Vai, tỉnh Yên Bái. Trong chuyến đi lần này, cô đã có những trải nghiệm không thể quên, đó là những ngày mưa gió ăn cơm măng luộc cùng người dân, đó là buổi sinh hoạt không đèn, không hoa, chỉ có 21 củ khoai lang nhưng vô cùng ấm áp và đáng quý. Trong quá trình di chuyển về Hà Nội, Mỹ Linh cũng đã có chuyến viếng thăm những gia đình có người thân bị lũ cuốn trong đợt bão vừa qua.